Bây giờ mời mọi người hỏi. Dạ bác thầy, cho con xin hỏi là thầy dạy á, là khi đi mình chỉ việc đi thôi, nhưng mà khi đi thì cái tâm con là sinh ra rất là nhiều tạp niệm, thì con phải làm sao với cái tạp niệm đó? Khi đi mà tâm sinh ra tạp niệm thì lúc đó mình thấy tạp niệm sinh ra như thế nào, nó đang diễn biến như thế nào thì mình cứ thấy thôi, liên tục cứ để vậy mà thấy thôi, cứ để vậy thấy thôi. Tại vì á nó như thế này, mình phải hiểu là cái tạp niệm mà nó khởi lên á là có lý do, chứ không phải tự nhiên nó khởi lên. Cho nên á là mình cứ 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 để vậy mình thấy thôi. Còn á hằng ngày á là bây giờ mình cứ trọn vẹn tỉnh thức với mọi mọi hoạt động đơn giản nhất, mình cứ trọn vẹn tỉnh thức cứ vậy thôi. Rồi thấy cái gì thì mình cứ thấy cái đó, thấy cái đó là thân thì thấy thân, thọ thì thấy thọ, tâm thì thấy tâm, pháp thì thấy pháp, cứ thấy như vậy thôi thì nó sẽ từ hết. Nhưng mà nếu mà cố cố dược nó đó thì càng làm cho nó phiền phức thêm, cho nên đừng cần phải dược nó sẽ từ hết. Tại vì khi nó có cái lý do để nó sinh lên mà mình phải hiểu nó hơn là mình diệt nó. Mình diệt nó thì mình sẽ không hiểu nó, mà cái mục đích là mình phải thấy được nó, phải hiểu được nó. Hiểu tức là không phải hiểu bằng lý trí, mà hiểu tức là thông suốt được cái đường đi nước bước của nó. Rồi mình sẽ dần dần mình sẽ thấy được cái lý do vì sao mà nó phát sinh đó. Nên là nó vẫn có cái tiếng nói của nó có giá trị của nó trong đó, chứ không phải là nó hoàn toàn không có giá trị. Cho nên mình chỉ có cứ 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 thấy thôi, nó khởi lên cái gì thì mình thấy cái đó, như vậy mình mới hiểu được mình. Chẳng thôi mình nếu mình tu á thì mình cứ giả sử như mình ngồi ngồi thiền, bây giờ tâm nó cứ định rồi, bây giờ mình chỉ thấy định không thôi, chứ không thấy gì cả, thì rốt cuộc cũng lại không không lại chỉ thấy định không thôi. Trong khi cuộc sống nó có biết bao nhiêu thứ là mình phải thấy ra, là mình lại không thấy. Cho nên bây giờ là nó đang như thế nào là nó phải có lý do nó mới vận hành như vậy, chứ không phải là nó tự nhiên mà nó có. Thì bây giờ mình cứ tinh tấn chánh niệm tự giác, tức là mình thường trở về trọn vẹn tỉnh thức lại với cái đang làm. Hoặc là khi mình làm cái gì đó thì mình nó có hai cái ha. Khi mình hữu sự á, tức là khi mình đối diện với pháp á, thì có hai cái cách ứng xử. Mà nói hai cách là nó tự ứng, chứ không phải là mình. Cái thứ nhất á là thần trọng chú tâm quan sát. Cái thứ hai á là trong lành định tịnh sáng suốt. Tức là một trong hai cách. Thí dụ như bây giờ mình nhìn thấy mấy cái hoa này, thì một là mình thần trọng chú tâm quan sát, không phải là thần trọng chú tâm quan sát cái hoa nghe, thần trọng chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp, chứ không phải là thần trọng chú tâm quan sát cái hoa. Thần trọng chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp á. Đó, ví dụ như giờ mình có thấy cái hoa thì mình tâm mình thích, thì mình thấy cái thích đó nó khởi lên như thế nào, chứ không phải là nhìn cái hoa xem thì nó như thế nào, không phải, mà là thấy rõ cái thân thọ tâm pháp lúc đó nó đang hoạt động như thế nào. Đó. Khi mà nó có cái gì khởi lên thì đều có lý do của nó. Cái người ở cái mức độ này thì nó sẽ khởi lên những cái điều này, ở mức độ khác cũng khởi lên cái điều khác. Tức là mỗi người tùy cái trình độ căn cơ của mỗi người mà nó có những cái khởi lên. Mà cái khởi lên đó đó là phần lớn á là nó từ trong vô thức mà nó lưu xuất ra, mà trong vô thức á thì lại là do mình đưa vào, tức là trước đây mình đưa vào cái gì đó thì bây giờ nó sẽ ra cái đó,
Nhưng mà mình đưa vào, có những cái mình đưa vào hồi nào mình cũng không biết. Tại vì khi mình đưa vào, mình cũng đưa vào vô thức. Tức là mình khi đưa vào mình cũng đưa vào mà mình không có đủ chánh niệm tỉnh giác để mình biết là mình đưa vào cái gì. Cho nên khi mình đưa vào rồi bây giờ nó ra lại, nó ra lung tung cả, mình không biết là cái gì. Nhưng mà vẫn cứ thấy, cứ quan sát, cứ thấy thôi. Nó xuất hiện cái gì thì thấy cái đó. Cứ thấy một hồi á, thì nó đó, hồi nãy thầy có nói đó, là cái quan trọng á, là tất cả những cái đó là nó để giúp cho cái thấy của mình nó ngày càng là rõ ràng hơn. Tức là nó phát huy được cái thấy đó hơn. Thì mình á, nhớ như thế này, tức là khi bất kỳ cái chuyện gì xảy ra thì mình xem là cái thấy của mình á, nó có phát huy được không, chứ không phải là cái đối tượng đó là đối tượng gì đó, không quan trọng chuyện đó. Đối tượng nào cũng đều đến để giúp cho cái thấy biết của mình nó phát huy ra. Nên nếu mà mình đến một lúc nào đó thì mình mới thấy là mọi sự, mọi vật xuất hiện trong đời sống của mình là để phát huy trí tuệ và đạo đức. Qua cái có cái mà quan sát để thấy ra được nó. Thế thôi. Quan sát một hồi mình sẽ hiểu ra những cái đó là cái gì, nó có cái nó muốn nói ra điều gì. Mà tất cả những cái đó cũng là đều từ quá khứ mình tạo ra hết, chứ không phải ở đâu có. Lúc đầu á thì mình thấy nó có vẻ là hơi khó, bởi vì bây giờ mình đang tâm nó cứ vòng đồng như vậy mà mình không cố làm sao mà để cho nó yên lại á, thì mình không cam tâm. Nhưng mà sâu sắc á thì mình sẽ thấy là muốn nó yên á thì mình lại không thấy, mà muốn thấy á thì cứ để tự nhiên mà thấy, chứ không phải để tự nhiên cho nó làm gì thì làm, để tự nhiên để thấy. Quan trọng là cái thấy á. Những cái tác động ở bên ngoài đó vào để giúp cho cái thấy phát huy á, tức là trí tuệ đó phát huy á. Thì khi mà cái trí tuệ nó phát huy đến tầng cùng rồi á, thì tất cả những cái đó nó trở thành vô nghĩa. Nó chỉ đến để giúp cho cái trí tuệ và cái thấy nó phát huy thôi. Còn tất cả những cái vô nghĩa. Ví dụ như mình có thể thấy trong một cái gì mà dễ dàng á, thì mình thấy được. Nhưng bắt đầu cái khó khăn hơn á, mình thấy không được. Thì chứng tỏ rằng là bây giờ là đang nâng cấp cái thấy đó. Càng khó khăn hơn thì càng nâng cấp cái thấy hơn. Cũng giống như mình đi học á, học lớp 1 á là mình đã thấy khó rồi. Mình đi học lớp 1 mình thấy khó, mà học qua lớp 1 rồi lên lớp 2 nó còn khó hơn. Rồi lên lớp 3 là cái bài học nó càng khó hơn nữa. Thì khó hơn để làm gì? Chứ nếu mà bây giờ học lớp 1 á thì nó khó, lớp 2 nó dễ hơn chút, rồi lớp 3 nó dễ hơn chút, như vậy thì sao tiến bộ được. Mà nó càng ngày nó phải càng khó hơn, tức là những cái bên ngoài nó đến đó, cái khó khăn bên ngoài đến đó, nó để là giúp cho cái trí tuệ phát huy. Cũng như cái em học sinh đó, cứ đi học thì cứ học bài nào ra, bài nào thì cứ học bài nấy, thì đến một lúc nào đó đó cái trí tuệ của em đó sẽ phát huy ra. Nhìn lại thì mình thấy là bây giờ đã học lên lớp rất là cao rồi mà vẫn học được. Đó, đại khái như vậy. Cho nên nó đừng có diệt đi. Thí dụ như nói toán khó quá, nó diệt toán đi. Đừng học. Môn nào khó quá cái mình diệt nó đi, đừng có học cái gì đâu được. Nên là tất cả những cái đó đều là cái bài học để phát huy cái trí tuệ và đạo đức. Trí tuệ tức là nhận thức, mà đạo đức là cách ứng xử. Ai hỏi đưa tay lên đi. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý tăng, con kính đảnh lễ quý tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con có một câu hỏi.
À, sư ông nói là trong nghe chỉ nghe, trong cái đi chỉ biết là đi. Vậy thì con hỏi là những người mà người ta nghe chỉ là nghe thôi, không có suy tư, thì khi không có suy tư thì sao mà biết được đó là bất thiện pháp hay thiện pháp? Nếu mà trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, thì nó sẽ có chánh tư duy, tức là cái trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, tức là chánh kiến. Mà hệ có chánh kiến thì đương nhiên là sẽ có chánh tư duy, sẽ có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, thành ra cái mà đầu tiên là phải là cái thấy biết trung thực cái đã. À, khi mà thấy biết trung thực là tự nhiên sẽ có suy nghĩ chân chính. À, mà trong cái thấy biết đó là tự nhiên đã thấy được cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt trong đó rồi. À, chứ không cần phải chứ còn cái mà phân biệt của mình á là nó phân biệt theo kiểu khác. Cái mà mình dùng cái từ phân biệt á là phân biệt theo một cái quan niệm nào đó. Thí dụ như bây giờ mình theo đạo Phật thì mình phân biệt là đúng tốt theo đạo Phật. Nhưng mà cái người theo đạo Thiên Chúa đó, thì người ta phân biệt đúng tốt theo đạo Thiên Chúa. Thành ra khi mà mình phân biệt và phân biệt trên một cái hệ thống giá trị đạo đức nào đó đó, thì cái phân biệt đó vẫn chưa phải là phân biệt thực. Còn cái phân biệt thực là cái mà từ thấy biết nó thấy á, thì mới được. Mình á là mình nhầm lẫn cái đó. Ví dụ như mình thường hay là thì nói cái gì cái là mình phải đem kinh ra coi thử có đúng trong kinh không cái đã. Nhưng mà mình mà cứ đem kinh ra mà so sánh để xem đúng đúng sai xấu tốt á, thì không bao giờ mình tự mình thấy được cái đúng sai xấu tốt được cả. Mà mình phải tự mình thấy đúng sai xấu tốt. Mà thấy đúng sai xấu tốt á, thì phải là thấy như thật, nghe như thật. Thì cái như thật đó tức là đã là đúng tốt. Đúng sai xấu tốt nằm trong cái như thật đó rồi. Dạ con hiểu ý sư ông, nhưng mà con muốn hỏi là làm thế nào để thấy được cái như thật nó đang là, và làm thế nào để trả pháp giống như là pháp đang hiện hành? Thì đó hồi nãy thầy có nói rồi đó, là trong thấy chỉ thấy, có nghĩa là trong thấy đừng có tưởng là, cho là, phải là, sẽ là gì cả. Nhưng mà mình cứ thấy, nếu mà mình tưởng là thì cũng phải thấy là tưởng là, rồi thấy cho là thì mình cũng phải thấy là cho là. Đó, tức là mình phải thấy. Thì cái hoạt động của cái tâm, thân tâm của mình như thế nào á thì mình cứ thấy thôi. Còn khi mình thấy hết rồi đó thì lúc đó nó sẽ thấy ra đúng sai xấu tốt, rồi sẽ thấy hết. Còn bây giờ á là trước mắt là một cái việc duy nhất là chỉ cứ thấy ra cái thôi. Trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe không thôi cái đã. Rồi thì tự động á nó sẽ thấy ra. Thầy có một ví dụ. Ví dụ này thầy có ví dụ nhiều lần rồi. Đó là ví dụ trái mít. Bây giờ cái trái mít non. Cái trái mít non á là nó bây giờ cái trái mít non đó là nó mới được là 10 ngày. Nó được 10 ngày, 10 giờ, 10 phút, 10 giây. Thì bây giờ nó phải tròn vẹn cảm nhận được cái mà 10 ngày, 10 giờ, 10 phút, 10 giây đó. Vậy thôi. Rồi tới 2 giây thì nó lại thấy 2 giây. 3 giây thì nó thấy 3 giây. Thì nó cứ thấy hết từ đầu đến cuối đó. Thì đến khi mà chín rồi á, đến khi mà trái mít chín á, hỏi nó là à, sao mà chín, thì nó sẽ nói vân vân cho mà coi. Nó nói là tại lúc mới một ngày thì như thế này này, rồi hai ngày nó qua thế này này, rồi ba ngày nó qua thế kia này, bốn ngày nó qua thế kia, cho nên bây giờ chín này. Nó nói được. Mà nó chỉ cần là tròn vẹn với nó từng giây phút thôi, thì cuối cùng nó sẽ nói được tất cả là cái tiến trình đó nó như thế nào. Thì mình cũng vậy, mình đừng có vội nói sao con thấy hoài mà con chưa thấy gì hết. đừng có vội. Tức là mình bây giờ mình chỉ thấy bây giờ đang như thế nào, mình cứ thấy vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình như thế nào mà mình thấy vậy thôi đó, thì nó đã giảm đi cái mà mình
tượng là cho là phải là sẽ là đi rất nhiều. Chứ còn bây giờ cái tem mít đó nó mới có 10 ngày, à 10 giờ 10 phút 10 giây, mà nó cứ ngồi nghĩ lung tung là phải thế này phải thế kia gì đó đó, thì bây giờ đến khi nó cũng chín, nhưng mà đến khi người ta hỏi chín sao nó không biết. Tại vì nó đâu có biết cái diễn biến của từ lúc nhỏ đến lúc lớn nó như thế nào, nó đâu có biết đó. Nhưng mà nó chỉ cần biết rõ từng giây phút thì cuối cùng nó lại biết hết. Đó là đại khái là vậy, cho nó dễ hiểu. Cho nên bây giờ mình chỉ cần là một Đức Phật Ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là trở về tròn vẹn tỉnh thức nơi cái thực tại đó, vậy thôi. Cái thực tại mà 10 ngày 10 giờ 10 cái đó, tức là đang thế nào, nói cho dễ hiểu là đang thế nào thì mình thấy như vậy. Tất nhiên là cũng không phải là ai cũng thấy được như vậy dễ dàng đâu. Nhưng mà cứ tập thấy như vậy á, thì dần dần là cái thấy nó sẽ tròn vẹn. Cho nên ở đây đó là cái độ tròn vẹn là bao nhiêu. Nếu mà mình nói cái tiến bộ như thế nào đó, thì mình sẽ ai hỏi là giờ tiến bộ như thế nào đó, thì mình có thể nói là tiến bộ là cái độ tròn vẹn được bao nhiêu. Thí dụ như mình đang đi, nếu mình tròn vẹn được 50%, còn 50% thì đi đâu á. Nhưng mà nếu mà mình đi mà mình cứ tập tròn vẹn á, thì dần dần á là có thể tròn vẹn 100%. Tròn vẹn 100% là A-la-hán rồi đó. Dạ con kính sư ân sư đã giảng dạy ạ. Dạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là cái sự vận hành của nghiệp và sự vận hành của pháp á, nó giống hay là khác nhau như thế nào á? Tại vì con thấy có nhiều người nói là khi một người sinh ra thì mình có một cái sinh nghiệp, sau đó là những cái tạo tác của mình hay là mình trở thành như thế nào á thì cũng là do nghiệp. Rồi khi một người mà đã giác ngộ rồi á thì sống thuận theo sự vận hành của pháp. Thì con thấy nghiệp với pháp nó khá là giống nhau á, cho nên con nhờ thầy giảng giải cho con. Cảm ơn thầy. Sự vận hành của pháp á là như thế này. Muối á thì mặn. Đó, ví dụ như vậy. Muối thì mặn, giấm thì chua. À, hay là đường thì ngọt. Đó là sự vận hành của pháp. Tức là cái đó là cái tính chất tự nhiên của mọi sự mọi vật. Thì cái đó gọi là sự vận hành của pháp. Vận hành của muối như thế nào, vận hành của chanh như thế nào, vận hành của lúa gạo như thế nào, vận hành của cái trái bắp như thế nào, đại khái vậy. Thì cái đó là cái mà pháp, là cái mà nó tự nhiên. Pháp là tự nhiên, tức là cái nó có sẵn. Còn bây giờ nghiệp là thế này này. Nghiệp là người đó nấu ăn như thế nào. À, mà nấu ăn này á là tùy vào nhận thức và hành vi của người này. Nhận thức về muối như thế nào, nhận thức về đường như thế nào, nhận thức về giống như thế nào, nhận thức về gạo như thế nào, nhận thức về rau trái như thế nào. Đó là nhận thức à. Rồi từ nhận thức đó, nếu nhận thức đúng thì sẽ là nấu đúng, sẽ nấu ra món ăn ngon. Còn nếu nhận thức sai thì sẽ nấu ra món dở. Thì cái đó là nghiệp. Cái nghiệp của mỗi người á là trình độ nhận thức và hành vi của người đó đối với sự vận hành của pháp. À, phải không? Mình cũng vậy, bây giờ mình á là cũng như là mình sinh ra là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. À, có cái thấy biết rõ ràng rồi, mọi thứ là mình có hết. Bây giờ mình này, cái nghiệp là thế này, nghiệp là mình sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó như thế nào. Thì nó là nếu mình nhận thức sai thì mình sẽ ứng xử xấu, cho nên á tạo ra nghiệp bất thiện. Còn nếu mình nhận thức về bản thân mình đúng và mình hành động đúng, hoạt động tốt thì đó là nghiệp thiện,
Còn nếu mình thông suốt được hết tất cả thì mình không bị trói buộc, không bị dính mắc vào bất kỳ điều gì, thì đó là giác ngộ giải thoát, giải thoát. Phải không? Đó. Nam mô Bụt Tha Dắt, Nam mô Băng Tha Dắt, Nam mô Sang Kha Dắt. Con kính bạch thầy và các sư, cùng kính bạch tất cả đại chúng. Con có một cái câu hỏi mà nó làm cho con nó cứ băn khoăn, là cái vấn đề đầu tiên á. Ngày xưa con biết chưa biết đạo Phật, và bây giờ ngày hôm nay con biết đạo Phật, thì đạo Phật có rằng là các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Thì ngày xưa con chưa biết đạo Phật, là con trong cái công việc con làm thì con bảo là tôi đang làm, và tôi đang giống như là con đang lau nhà, thì có một người vào dẫm vào dơ, thì con lại đưa cái tôi của mình ra, con bảo là ông không thấy sao tôi đang lau nhà, hoặc là vợ của con thì con lại la mắng liền. Nhưng mà ngay bây giờ con một năm này trời thì con nghe Hòa Thượng giảng là phải thận trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lần. Thì trong cái vấn đề thực hành hàng ngày, công việc hàng ngày của con thì con vẫn làm, nhưng con vẫn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà trong cái công việc của con làm á, thì bây giờ thay vì ngày xưa con nóng con sân lên, thì còn bây giờ con không sân nữa, thì con thấy người ta vào lỡ, người ta vào xa, vào dầm dơ, thì con lại quay lau lại. Thì cái sự thực hành của con vậy, có phải là mình đang còn hoàn thiện cái tiểu ngã của mình? Ngày mình nói đạo Phật nói là vô ngã, nhưng mà bây giờ bản thân của con cứ băn khoăn vấn đề là mình đang hoàn thiện cái tiểu ngã để thể nhập cái bản đại ngã của Phạm Thiên, của Bà La Môn, thì con đang băn khoăn vấn đề đó. Cái thứ nhất, vấn đề thứ hai nữa là cái ý nghĩa của sự thực hành bát quan trai giới là cái lợi ích của nó như thế nào, và hàng cư sĩ của chúng con trong lúc thực tập cái bát quan trai giới đó thì nó đem lại lợi ích cho hàng cư sĩ của con như nào, thì con mong Hòa Thượng giải thích cho chúng con để chúng con trong giờ thực hành thực tập nó tốt hơn. Con xin hết. Trong cái tu tập á, thì nó có hai loại tu tập, tức là hai cái hướng mà mình phải lưu ý. Đó là một cái hướng muốn trở thành ngày càng tốt đẹp hơn, hay là hoàn hảo hơn, hay là muốn đạt được cái này cái kia gì đó, thì cái hướng đó gọi là hướng sở đắc. Thì cái hướng sở đắc á, là nó đi theo cái hướng là tiểu ngã, muốn mong hoàn thiện cái tiểu ngã thành đại ngã. Đó là cái cách tu đó. Còn cách tu của đạo Phật á, là thế này. Cách tu đạo Phật đó là mình chưa thấy ra được chính mình, chưa thấy ra được chính mình và cuộc sống như thế nào. Vì tất cả cái chân lý thực ra là chính là cuộc sống này, mà nó biểu hiện rõ nhất ở đây mọi người là chính mình. Chính mình ở đây tức là cái thực tại thân thọ tâm pháp đó. Thì bây giờ do mình chứ không thấy rõ mình và cuộc sống, cho nên nó là vô minh. Chứ còn á, chứ không phải là chân lý đâu hết á, chân lý nằm trong cuộc sống này, nằm trong tất cả mọi hành vi là nhận thức của mình, nó nằm trong này chứ không chạy đâu hết. Thì á, bây giờ mình chỉ cần là soi sáng lại thôi. Ví dụ như hồi trước á, mình lau nhà thì mình phản ứng bạc ngạ phản ứng, nhưng bây giờ mình thấy ra, cho nên bạc ngạ nó sẽ phản ứng ít hơn, hoặc là nó không còn phản ứng nữa chẳng hạn. Thế tức là mình thấy ra là cái chính, thấy ra được đâu là bạc ngạ, đâu là không bạn ngạ, đâu là thế này thế kia, thấy ra hết. Thành ra cái đạo Phật á là giác ngộ cũng là đúng với cái đề tài mà thầy giảng hôm nay đó, tức là mình chỉ thấy ra được cái thực tại thân tâm và cuộc sống. Thế rồi
bằng cách thần trọng chú tâm quan sát, bằng cách về tròn vẹn tỉnh thức, hay là trong lành định tịnh sáng suốt, hay rộng rang lặng lẽ trong sáng gì đó, tùy theo cái lúc mà mình ứng xử với cái tâm như thế nào. Nhưng mà cái mục đích là để phát hiện ra sự thật, để thấy ra sự thật. Thì khi mình không thấy ra sự thật, cho nên mình ứng xử sai, thì đó là thì chính cái mà cái nhận thức và hành vi sai đó là nó tự che lấp và trói buộc mình, làm cho mình càng không thấy ra sự thật. Đó, cho nên á bây giờ thấy ra, để mà khi mình thấy ra đó thì nó không còn che lấp và không còn trói buộc mình nữa, thì lúc đó là mình là tự do tự tại. Mà tất cả mọi cái mà mình đang sống đó đều là chân lý hết, không có cái nào là không chân lý. Chỉ có do cái nhận thức và hành vi sai của mình mà nó trói buộc và che lấp mình thôi. Rõ ràng là như vậy. Cho nên á, hai cái kiểu này khác nhau. Một cái kiểu người nào tu cũng biết, nói là tu Phật cái tu Chúa gì cũng biết, nhưng mà tu để sở đắc, để đạt được cái này, để đạt được cái kia đó, thì cái đó là tu theo sở đắc, và cái này thì nó sẽ làm giàu thêm cho bạn ngã. Còn nếu mình thấy ra đó thì càng thấy ra thì tức là càng phát hiện ra những cái che lấp, cái trói buộc, những cái nhận thức sai lầm mà chính những cái đó nó tạo thành cái bản ngã. Thì khi mà không còn nhận thức sai lầm nữa thì nó cũng không còn bản ngã nữa. Đó, đại khái là như vậy. Còn cái thứ hai là cái tu bát quan trai giới. Cái mục đích của tu bát quan trai giới đó là để tại vì trong đời sống của mình mình bị lệ thuộc vào quá nhiều thứ. Ví dụ như lệ thuộc vào nghe nhạc. Thầy có đứa đệ tử lúc nào cũng nghe nhạc hết. Không có nghe nhạc là không có được. Cho nên phải tập là có một ngày nào đó mình không nghe nhạc thì có ra sao? Để mình không có bị lệ thuộc vào nó quá. Hay là mình lúc nào mình cũng ăn, mình sợ đói. Bây giờ mình thử là không ăn buổi chiều, coi thử là mình chịu được hay không. Đó. Hay là mình, nhất là phụ nữ thì thường là trang điểm. Bữa nay mình không trang điểm thử coi thử có sao không. Không cần trang điểm thì mình cũng vậy thôi, chứ đâu có sao đâu. Đó, đại khái là vậy. Cho nên đó là cái dự bác quan trai đó là mục đích để mình sống dán gì lại. Để bớt đi cái lệ thuộc, cái là cái trói buộc vào một số những cái mà mình bị dính mắc. Tức là mình thường hay tạo ra cái dính mắc, thì bây giờ mình thử tập là mình không có nó có thể có được hay không. Đó, đại khái là vậy. Cho nên mê bác quan trai đó thì người ta gọi là làm cho thanh tịnh. Tức là giúp cho cái đời sống của mình nó giản dị thanh tịnh lại. Thì cái chữ trai đó, trai dạ, tình dạ, tuệ tâm giúp trai. Đó là trai là để cho mình thanh tịnh. Mà thanh tịnh ở đây á, thật ra là cái thanh tịnh ở đây là cái thanh tịnh do không bớt đi được những cái trói buộc. Bớt đi được trói buộc nhiều chừng nào hay chừng đấy. Vừa rồi thầy đến một cái ngôi chùa. Thầy đi ngang qua cái phòng của một vị thầy tu. Mà thầy đi ngang qua đi ngang lại cũng thấy trong đó là lúc nào cũng mở tivi hết trơn. Lúc nào cũng nghe, cũng thấy mở tivi hết trơn. Có thầy nói ủa sao vậy, ông này ông coi tu tivi hay sao đấy. Tức là nó lệ thuộc đến cái mức độ là bây giờ là nhiều khi mà tắt tivi đi là thấy nó thiếu thiếu gì đó, cho nên cứ mở đó, có khi cũng không nghe, có khi cũng đi đâu làm gì đó không nghe, nhưng mà cũng cứ mở tivi ra như vậy. Thế nên mình lệ thuộc, mà cũng có thể là bởi vì cái vị này không biết cách tu hay sao đó, nên là cứ phải có cái gì để giải trí chứ thôi tu một mình sao cô đơn buồn bã quá. Nên phải mở tivi có. Cái đó là bác quan trai là vậy đó. Bác quan trai là để giúp cho mình bớt đi một số những cái trói buộc.
Kính bạch thầy, con có cái phân vân giữa cái vừa rồi con có nghe giảng, thì con thấy cái vấn đề là có 121 tâm, và có trong đó 121 tâm thì có 12 tâm tâm bất thiện, còn 109 thì tâm thiện, có chỗ thì nói là 51 thì tâm sở, có chỗ thì nói 89 tâm. Thì con cũng không biết đâu là đúng, mà căn cứ vào đâu để nói đó là làm sao mà mình biết được 121 tâm, và mình làm sao mình nói đó là 89 tâm cùng 51 tâm sở. Đó, con đang băn khoăn vấn đề đó. Thì con nghe giảng rất là nhiều, mà một năm nay thì con quay lại với, từ khi con gặp được Hòa Thượng Giới Đức, và từ Hòa Thượng Giới Đức thì con biết, mới biết được Hòa Thượng Viên Minh. Vừa rồi thì con đọc luôn cái sống trong thực tài của thầy, thì nó rất là giá trị. Thật sự là con nghe xong rồi con mở đến trang web thì con đọc luôn, con đọc hết cái chương chính của thầy rồi, thì con cảm thấy trong cái hình của con hàng ngày ấy, thì con thấy con bây giờ con không bắt đối tượng thay đổi, mà con chỉ thay đổi mình, và mình chỉ sống với cái thấy của mình, sống trong cuộc sống nó cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì con thấy nó thực hành nó như vậy. Nam mô Bụt Tha Giác. Cái đầu Phật á, thì lúc đầu Đức Phật á là ngài chỉ thẳng, ngài chỉ thẳng, tức là cái trường hợp của người nào đó khúc mắc ở cái chỗ nào thì ngài là mở guốc ở ngay cái chỗ đó thôi. Ông Angulimala thì là đang phân vân không biết là mình nên dừng lại hay là không nên dừng lại cái giết người này đó. Mà nhất là bây giờ đi giết cho nó đủ người đó thì phải giết mẹ, thì là mà giết mẹ thì không thể giết được, mà không giết thì làm sao đủ ngón tay. Thành ra chính cái lúc mà ông đang phân vân đó thì Đức Phật ngài mới xuất hiện. Chứ tại sao ngài không xuất hiện trước đó, mà ngài xuất hiện đúng vào cái lúc cái gút mắt mà ngài xuất hiện, ngài tới là giống như điệp đúng huyệt đó. Điệp đúng huyệt luôn, thì là ông là tỉnh ngộ liền. Cho nên Đức Phật á, cái chân lý là ở khắp mọi nơi đó, thì cái gút mắt ở chỗ nào đó thì chỉ ra chỗ đó để gỡ ra thôi là xong đó. Mà gỡ ra được một cái thì là đã biết cái nguyên lý để gỡ ra tất cả đó. Thì tới cái việc tu tập nó là như vậy thôi. Thế sau này đó, những người mà lý trí đó, những người mà uyên bác á, họ lại ngồi, họ mới là luồn ra, họ mới hệ thống hóa lại đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ nhé, trong cái bài kinh mà bên Nguyên Thủy thường hay đọc mỗi ngày này, Yosanisino Varabo Thị Mule Marang Sasenang Mahatin Vichayo. Đó là thì trong bài kinh đó không hề nói là Đức Phật tham thiền về số tức quang, không hề nói, mà số tức quang á là thiền của Bà La Môn, chứ không phải là thiền của Phật giáo. Đức Phật ngài có dạy cái 16 cái quán, cái 16 cái thở vô thở ra, có cái đó, nhưng đó không phải là số tức quang, mà đó là quán, tức là soi sáng để thấy là cái lúc thở đó là cái tâm như thế nào, cái mọi diễn biến đến như thế nào đó. Tức là vẫn là quan sát để thấy pháp vận hành, chứ không phải là số tức quang, tức là ngồi mà đếm hơi thở là để mà định. Mà Đức Phật ngài đã bỏ cái đền đó đi trước đó 6 năm rồi. Mà bây giờ đó, cả Bắc Tông lẫn Nam Tông đều nói là Đức Phật ngồi thiền định dưới cội cây Bồ Đề. Cho nên nó đâm ra đó là khi Đức Phật ngài nói chánh định là khác. Chánh định là không có định gì cả. Chánh định tức là đứng dậy thôi, mà ai nói gì tâm mình vẫn không động, tức là định. Cái định đó là định cao nhất. Tâm không động, cái định nó mới cao. Chứ còn cái định mà nhập sơ thiền cho đến phi thượng xứ là cái định đó là định của ngoại đạo. Định đó đã bỏ đi rồi. Mà bây giờ cứ nói rằng là ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày để thiền định mà đắc đạo, nói chuyện vô lý không? À, rồi á,
Rồi ngay trong Nguyên Thủy ấy, mà nói là Đức Phật tham thiền về số tức quang. Mặt ngay trong cái bài kinh Pali là không có. Yosanisino Varabothimule, đó là cái người mà ngồi dưới cây Bồ đề. Marang sasenang mahating vichayo. Và vượt qua được những cái chướng ngại và giác ngộ. Vậy thôi chứ đâu có nói là tham thiền về số tức quang đó. Mà bây giờ ngày nào mình cũng đọc là Đức Phật tham thiền về số tức quang. Ngồi cho nên đó là có những cái mà sau này người ta luồn ra làm cho rắc rối thêm. Còn bây giờ là thế này thôi này. Bây giờ tâm mình ví dụ như đang đi thì thấy đi, thì đi đó là sắc, thì cái sắc đó là cứ thấy sắc đó thôi, chứ đừng có thấy sắc gì nữa hết trơn. Đừng có nói sắc có bao nhiêu sắc để làm gì mất công. Bây giờ đang đi là sắc, đang đi giờ là sắc. Bây giờ đang đi mới đạp cái đinh đau thì là thọ, là cứ thấy cái thọ đó thôi, chứ bây giờ nói bao nhiêu thọ làm gì. Chứ bây giờ ngồi mà kệ bao nhiêu thọ làm gì, tức là nó đang lúc đó cái thọ gì thì mình thấy thọ đó thôi á. Bây giờ tâm lúc đó đau một cái mình tâm nội sân lên, thì mình mới biết một tâm sân thôi, chứ biết 121 tâm chi cho nó mệt. Cái 121 á là như thế này. Bây giờ ví dụ như biển, bây giờ cái biển ha là nước. Bây giờ biển là nước. Bây giờ người ta nói ta tính tấn, thì người ta tính là nước là có bao nhiêu triệu tấn. Thì đó là nói tính về tấn. Chứ bây giờ bên cung trăng thì nó không tính theo tấn, mà nó tính theo kiểu khác, thì nó nói có ba cái gì đó, chứ không phải là mấy triệu tấn. Nó nói có ba cái à. Thì cái đó là do cái cách chia chẻ đo lường của mình ra thôi. Chứ còn cái tâm là nó là cái tâm thôi chứ. Cũng như một cái chuyện cực kỳ vô lý, là khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, mà nói là Phật đang nhập vô sơ thiền, rồi xuất sơ thiền, rồi tập dị thiền, xuất tâm thiền, hoàn toàn vô lý. Cái đó là nói cái cách nói của một cái người mô tả một chuyện gì đó. Chứ còn trên thực tế đó là cái tâm ngài nó đang là như vậy. Cho nên mình nói là chỉ thấy pháp như nó đang là thôi, chứ đừng có đặt ra là cái này đáng xuất, cái này đáng vô, cái kia gì đó. Đó là mình đo lường theo cái cách đo lường nào đó. Cho nên khi mà mình đặt ra là cái số lượng á, thì cái số lượng đó là tùy cách đo lường. Thí dụ như theo duy thức á, thì nó nói có 8 tâm thôi, 8 thức thôi. Nói theo vi diệu pháp á, thì nói 121 tâm. Thì đó là tùy theo cách nhìn để mà nói, tùy theo cách chia chẻ mà nói. Nhưng mà chia chạy là lý trí rồi. Còn cái thấy là chỉ thấy nó như nó đang là thôi, chứ cũng không nói nó là sân hay tham nữa. Nói khi Đức Phật Ngài nói là khi sân thấy sân, khi tham thấy tham á, là để mà dùng lời nói để diễn tả thôi. Nhưng khi hành thì cũng phải vậy. Khi hành là lúc đó nó như thế nào thì là thấy nó như vậy, chứ không có nói là tham hay sân gì hết trơn á. Tại vì mình nói là cái này là tham sân, và trong vi diệu pháp nói là tham sân là nó bất thiện. Vì vậy cho nên đâm ra mình thấy tham sân cái là mình muốn phải làm thế này, phải thế kia, thế đó. Và mình lúc đó là mình đã tưởng là cho là phải là sẽ là mất liền. Còn bây giờ không cần biết nó là tham hay sân nữa, mà chỉ thấy nó như nó là thôi, thì lại mau giác ngộ hơn. Đó. Chứ mấy cái vị á, mấy cái vị mà giác ngộ lúc đầu đó, thì đôi lúc chỉ nghe một, mình tạm nói là một bài kinh, thực ra là Đức Phật Ngài chỉ ra một sự thật, thì cái người đó là thấy cái sự thật đó mà giác ngộ thôi, chứ đâu có biết kinh nào đâu. Mà giác ngộ xong rồi á, tức là người đó đã thấy sự thật rồi, thì bây giờ không cần người đó dùng ngôn ngữ gì, cứ đi mọi người mọi ngã, Đức Phật Ngài nói đó, đó các người đã giác ngộ rồi, bây giờ các người đi mỗi người mỗi hướng, đừng có đi chung, mỗi người đi mỗi nơi, để mà chỉ ra sự thật này, chỉ ra sự thật thôi. Chị, anh chị sao mà nó ra sự thật là được không? Chẳng cần là cái ngôn ngữ gì hay là phân loại gì,
phần mỗi người nói mỗi khác, mà các vị đó vẫn đi chỗ này chỗ kia để chia sẻ được. Thấy người khác họ vướng mắc ở đâu thì chỉ ra cho người đó thấy vậy thôi, và người nào thấy thì người đó thành công. không có dùng tới cái phải dùng tới ngôn ngữ này ngôn ngữ kia gì đâu, chỉ ra sự thật là vậy nhé. Hết giờ rồi hết kìa. Thưa thầy, cho con hỏi câu cuối. Dạ, thưa thầy, tụi con nếu mà thực hành pháp á thì tụi con có duyên may gặp được pháp thầy nên tụi con rất hoan hỷ thực hành. Nhưng mà tại tụi con cũng hoan hỷ học pháp nữa mà như thầy giảng á thì con rất là băn khoăn học pháp như thế nào để không bị cản trở, không làm cản trở cái pháp hành. Dạ, cái cách học pháp như thế nào để không làm cản trở cái pháp hành, thưa thầy. Dạ. cái này á nó là lắm, tức là do lý trí của mình nó xen vào, cho nên cái sự đồng thanh tương ứng hay là cái gọi là cảm ứng đào giao nó mất đi. Chứ còn cái cảm ứng đào giao lạ lùng lắm. Thí dụ như có người ấy, họ gặp phải một cái trở ngại gì đó trong đời sống, cái họ có tâm nguyện, họ có tâm nguyện muốn thông suốt ra được cái vấn đề này, thì khi họ tâm họ thành á thì nó lạ lùng một cái, hoặc là tự nhiên có ai đem tới cho một cái cuốn sách mà đọc vô là đúng liền. Có người thì hoặc là ai cho một cái thẻ nhớ, cái nghe cái là thông suốt ra, là nó rất là kỳ diệu. Còn có người á, bây giờ họ không biết làm sao, cái họ vô mạng họ đánh đài một cái chữ gì đó, cái nó ra đúng cái vấn đề của họ. Cái này là một cái sự kỳ diệu của pháp, mà do lý trí của mình cứ ngồi lý luận tính toán, cho nên là người ta nói là người tính không bằng trời tính là vậy á. Tại vì mình tính chặt hết, còn chữ trời tính ở đây á có nghĩa là cái sự vận hành tự nhiên của pháp là nó sẽ đến. Còn mình nói là thường hay làm quá đi, thí dụ như thấy là mẹ mình hay là con mình gì đó chưa biết đạo, là mình cứ tới ngồi nói đạo miết để cho mẹ mình hiểu đạo hay để cho con mình hiểu đạo là sai, tại nó chưa đến lúc. Đến lúc là tự nhiên pháp nó sẽ đến thôi. Bây giờ mình phải tin vào pháp. Bây giờ nó đang như vậy đó, nhưng mà đến lúc như hồi trước á, thầy có một ông anh ông cứ ông cũng nghiên cứu Phật pháp mà ông tin, ông nói lý thuyết vậy thôi chứ làm gì có. Nhưng rồi đấy, cuối cùng ông lại đi tu. Nó đến cái lúc rồi là ông phải đi tu đó. Cho nên là cái pháp cứ để pháp vận hành tốt hơn là mình cứ lý luận lý trí rồi này kia mình đi tìm kiếm. Rồi nghĩ cái đã rồi tuần sau tiếp. Y đằng nô nhân tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô. Đằng nô nhân tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô. Đằng nô nhân tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng vô tâm mê bùn nhân a sa vắc khaya vang ngôn tu.